Các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn 6 bài tập hỗ trợ điều trị đau xương khớp. Đây là bài tập được bảo trợ kiểm chứng về mặt nội dung từ những lương y nhiều năm kinh nghiệm của nhà thuốc Nam dòng họ Đỗ Minh Đường. Sau đây sẽ là hướng dẫn chi tiết, các bạn cùng theo dõi nhé! Bài tập 1. Đứng tay đơn kéo chân. Để thực hiện động tác, bạn cần đứng chân rộng hơn vai, uốn cong đầu gối bên phải, đưa chân về phía mông, giữ bàn chân phải cố định bằng bàn tay phải. Cố gắng đưa gót chân phải càng gần mông càng tốt. Giữ tư thế này trong 30 giây và lặp lại với chân trái. Bạn làm 3 lần mỗi ngày, mỗi bên 30 giây để đạt được hiệu quả như mong muốn. Động tác tay đơn kéo chân giúp bạn giảm bớt căng thẳng ở các khớp đầu gối. Bài tập 2. Bài tập ngồi nâng chân đơn. Tư thế, bạn thực hiện ngồi trên ghế với hai chân cong ở góc 90 độ, từ từ nâng chân phải để nó song song với sàn. Giữ chân trái trên mặt đất, giữ trong 30 giây, sau đó từ từ đưa chân phải trở lại sàn và lặp lại với chân trái. Lặp động tác 10 lần, mỗi ngày 2 lần tập giúp tăng cường cơ bắp xung quanh đầu gối của bạn. Bài tập 3, bài tập vặn mình. Tư thế chuẩn bị, nằm thẳng trên sàn nhà hoặc giường. Động tác 1, để hai đầu gối ở tư thế gập 90 độ, hai bàn chân chống xuống sàn, hai tay bắt chéo sau gáy. Động tác 2, dùng chân bên trái bắt chéo sang chân bên phải. Động tác 3, ép sát đầu gối chân phải sang trái và giữ trong vòng 15 giây. Động tác 4, trở về tư thế ban đầu và đổi chân rồi thực hiện tương tự. Tác dụng, thực hiện bài tập 10 lần giúp cột sống và thắt lưng được kéo giãn, giảm đau lưng, nhức mỏi và tăng cường độ chắc khỏe của cột sống. Bài tập 4, bài tập gập gối. Tư thế chuẩn bị, nằm thẳng trên sàn nhà hoặc giường, hai bàn chân chống lên sàn. Động tác 1, gập gối trái vào sát thân mình. Động tác 2, nâng cổ và vai rồi ép sát cằm vào đầu gối, giữ trong vòng 15 giây. Động tác 3, đưa chân trái về vị trí ban đầu và đổi sang chân phải. Bài tập 5, bài tập lưng mèo. Tư thế chuẩn bị, nằm sấp trên sàn. Động tác 1, chống hai gối vuông góc 90 độ với mặt sàn, cẳng tay và khuỷu tay thẳng, bàn tay chống xuống sàn. Động tác 2, để lưng cong lên trên, đầu và cổ gập sát vào thân mình, giữ trong vòng 10 giây. Động tác 3, trở về động tác 1, đẩy bụng cong xuống dưới, nâng đầu và cổ hướng lên trời, giữ trong vòng 10 giây. Động tác 4, trở về tư thế ban đầu và lặp lại bài tập 10 lần. Bài tập này có tác dụng giảm đau nhức cột sống lưng và cổ, tăng cường sức mạnh ở cổ tay, giúp máu lưu thông và cải thiện hệ tiêu hóa. Bài tập 6, bài tập gập lưng. Tư thế chuẩn bị, ngồi thẳng, hai chân duỗi thẳng. Động tác 1, ngồi thẳng lưng, hai chân gập lại 45 độ và dạng sang hai bên. Động tác 2, đưa hai tay thẳng hướng về phía trước rồi từ từ gập sát thân mình xuống sàn, giữ tư thế này 15 giây. Động tác 3, thả lỏng người và trở về tư thế ban đầu. Lặp lại bài tập 10 lần. Bài tập này giúp kéo căng và thư giãn cột sống, giảm đau vai, cổ, lưng, thích hợp với những người thường xuyên bị đau cột sống lưng. Vậy là chúng tôi đã giới thiệu xong 6 bài tập hỗ trợ hiệu quả nhất cho những người đau xương khớp. Mọi người phải tập luyện thường xuyên để có tác dụng cao nhất trong quá trình điều trị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.